Thấy nhớ cháu, bà ngoại nhắn con gái dắt về chơi, nhưng mới được 3 tiếng đã thấy hơi bất ổn. Thương con nhớ cháu, bà ngoại rầu rầu nhắn cho con gái dẫn hai đứa cháu về chơi đâu đó khoảng tuần cho nó vui nhà vui cửa. Ai mà có về đâu, mới về được chừng 3 tiếng đồng hồ, hai đứa cháu vui quá làm ngoại sợ. Ngoại trốn hẳn trong phòng, khóa luôn chốt cửa để hai đứa cháu ngoan ngoãn ở ngoài la hét gọi tên. Không những thế, những thiên thần của bà, đứa thì đu lên tay nắm cửa, đứa thì đập cửa đùng đùng để mà gọi bà ra chơi cùng, vì chỉ có một tuần ở nhà với bà mà thôi. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã vô cùng cảm mạo thương hàng trước tình cảm nồng nàn của tình bà cháu. Một số bình luận được mọi người để lại: ngoại đang vui, ngoại nói đùa, ai về vẫn về thiệt, ngoại hết vui, ngoại khóa cửa ở mình ên luôn, ngoại mời lơi thôi, ai ngờ dẫn hai đứa nhỏ về thiệt. Bà ngoại tuổi cao sức yếu, làm sao chiến đấu nổi với tuổi trẻ sức bền. Bà ngoại hối hận lắm rồi, chắc là ngoại đang tự trách, sao lại kêu nó về ở một tuần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.